Hello, xin chào các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay sẽ có chuyến đi cắt đoạn xin chào xong này. Chuyến đi này sẽ đi cùng anh quản quay phim của tôi. Giới thiệu một người, đây là anh quay phim của tôi. Xin chào các bạn nhé. Mình lần này mình sẽ đi để trợ giúp anh Trường trong cái vai trò là mình sẽ là người quay phim, để hy vọng là cái thước phim của anh em mình sẽ trở nên sinh động hơn. Rất mong là các bạn để lại bình luận cho anh em mình để có thêm tương tác cho các tập phim tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì xin mời các bạn đón xem tập phim của anh Trường nhé. Thank you.
được của ai đấy lại. Đúng rồi, chặt tính vô đây này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây rồi. Đúng 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 Ừ, tôi này tú á là tới tôi chéo ta chéo cái chuột quá chéo cái chuột không tú ạ cái này chéo chéo chuột một phần còn o chi o kháng nữa o kháng chéo cái chuột cái ông kia là họ chéo phải là chọc nhau 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 chéo chọc cà phê cả cà phê cả uống rồi có gì không phải có gì không Để đi vẫn từ lô cao rồi đấy. Ừ. Này luôn. Đi cắt đó. Thế bùi ra chùa không? Bùi à? Không, không bùi ạ. Đấy thôi. Thế còn bùi thôi. Tế thôi nhẹ. Xì ngon.
mặt trai với mặt mình chọn một mẹ chọn lại quá trên mũi ăn luôn là tay vừa tay nhận hàng á xem nào đấy xem nhá nhấc rất lâu rồi mà vẫn còn sủi ui dù thế này thì nóng rồi thế à sủi lâu nhỉ sủi lâu lắm ui dù người này thì còn phải nói nhé. Chào tấm luôn này, chào tấm luôn này, vừa phê à. Chú bàn rồi. Khô chưa? Khô à? Yên phính, yên phính rồi. Yên phính rồi, cứ nhận này, nhận. Còn quá. Còn kìa. Ủa ngon rồi. Ủa ngon. Ngon đấy. Hộ hộ ui khô mà chồm khô không chó này chồm khô nhiều chó hả nhà đây cái quỳ này anh kia một chữ đã chua chứ dùng phối lắm không mới gom phối với đảng chứ không chữ đã chua với phối đảng ạ ôi trời ôi trời ôi trời quay bùn phẳng ơi thiệt phối đảng đằng chua phối đảng với phối bắt đằng chua
Thank you.
chính mình một chài khỏe chăm với một chài vào nó cứ khoai chung xe hàng em kia tu vài hôm nó chiếc hôm mình tu á chiếc hôm mình sao có cái hoài nó chặt tu chặt cái mà xe tu tu tế quá nên tu hả quay chấm mấy lẩu á buồn chân nó ngồi bài bản thô mai á cái chung chuối khét nói mình sao có cho tu trong chỗ này xiết lang mà họ mình xiết tu còn chịu mình chiều mình họ tu mà cho tu trong tai phú tái nhớ liều của đại liều nói cũng đi làm xiết lang họ thôi mình vui nay bản hóa lần rồi làm bánh gì nhỉ cô cũng tu hả chứ mình với chúng mình cô thì tu nghe rồi nay phát là quay chu ai đại thì sao đi tối thế? Ôi mình muốn không đi chưa có một mình à mình tỏng sao nhỉ? Mai tỏng này thì không mai mình ngày muốn rò thì không tối được. Nói nhỉ? U huống tật hổ chu 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 à siêu quá thì không muốn mình là huống là từng tết từng tuổi từng nhà nã lai chùa này lai hàng chùa nào này lai chùa mình hát tập tết này họ ai chọc 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 khô dễ à rồi ai thử đâu khô chiên mà chúng đó là gì vậy khô chiên hả nặng à khô rồi hả khô rồi nó mày quá giọt thơm quá khô nó thơm khô chiên rồi nó khử quá khô ngọt quá cuối chân ngon chưa có tải hả cuối chân mụi cố đậm ngậm thắm ta thu ăn bằng này bạn thì mới lợi ta ăn nha nữa khuôn này vào nhiều hoa anh chung mình chành ho cái hồ tiêu thì chành chành chám tay nhận con uống khô quá đồng quái cũng chưa nặng khô quá khô à này đoạn khô tiêu à mà cũng thế chúng ta khuya quá khuya khuya tiêu chú hay chú huống có thằng tốt phổn hộ ăn gom được phối đây gom được phối và mời chua với những cái chuyện đó chua hóa được mì mà chia tại chứ ăn gom được phối phối bất lấy chua chua với phối với
Thank you.
Tới cho con này nào mà mày y đun này chú chuối đâu mà thế kia qua căn to nó mới nhận chu nó liêu hiến loại thế kia có chó
thấy cận. Khô quá, khô quá, khô quá. Nhiệt lại. Thôi nhỉ. Nó. Nửa góc. Đây, kiểu này. Chọn. Hủy áo mũi. Để. Chào mẹ. Tàu xung theo mình tranh hàng dạy. Có mình tranh mình vứt ra tí lò à? Có hàng. Cái mùng lò mà uốp ấy. Giờ chẳng tế giang cái bánh hàng quý thịt. Tóc cái điêu nhỉ? Thank you.
Lao à? Cái tao lao đẳng à? Đấy, lao đẳng lái, thu lái, cho nôm lái. Nôm thu hả? Cái nôm tít như thế này. Này, phế đá là chỉ kẹt tản, kẹt tản chẳng mà. Phế đá tử. Phế đá. Nôm thu hả? Nôm thu. Rồi, nghe bế, ngày hôm nay, chú liều làm bế. Lúc rồi mình bập láo nhỉ? Bập láo, chú tư. Nôm không phải mà. Ủa, nôm mình quên. Nhưng đây, chú ở đây.
ตัวไหน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 
bên hưởng con mình cho đuốn chúng như nó trúng mạnh này bùa vào miêu này con làm ăn thế nào hứa cụ tao thế này mình thấy có chịu piêu hồ chịu qua thấm lợp hồ chịu piêu con nhưng mà các người phải tốn cái tay của mọi người chị anh dùng cái này luôn người hại nhớ thì nó thoải mái thế không không kẹp chúng kẹp đây nó mới xin nên cú nay cù bữa nay cần phải thank you.
Anh ở đây nhá. Còn bây giờ thì em về rồi. Em về dưới kia thì xem anh sẽ em sẽ tặng hết cái chỗ thịt này với hai con gà cho anh. Thì em đi về. Thôi thế thì em thì chả biết nói sao, thì anh lấy số chuột này về để làm nòm ở nhà. Ủa giờ thấy em cảm ơn nhá. Anh cứ về nhá. Thế là chắc là về đường này nó hơi khó một tí, mà về đường này thì nó men theo suối xong vòng vòng là đi đường kia nó dễ hơn, còn đi đường này nó loang loang sợ nhiều lúc hơn. Lên ôm nhau thái ơi, ở đây sức khỏe nhá. Về sức khỏe nhá. Này em cứ về nhá. Vừa đi về sức khỏe nhá. Vâng, vâng nhá. Anh em nhá.